ngày 14 tháng 11, công an huyện Châu Đức bà rịa Dũng tàu cho biết đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là dương văn dương 21 tuổi, ngụ phường hắc dịch, thị xã phú mỹ và lê văn thành 25 tuổi, ngụ xã sông xoài, thị xã phú mỹ. Theo đó, dương bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, hiếp dâm, cướp tài sản, còn thành bị điều tra về hành vi trộm tài sản. nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thu hà tên đã đổi, 22 tuổi, ngụ huyện Châu Đức thông tin ban đầu, đêm 12 tháng 11, hai đối tượng này đột nhập vào nhà chị Hà để trộm gà. Sau đó, phát hiện cửa sau nhà nạn nhân khép hờ, Dương liền đi vào bên trong để lục lọi tài sản. Tuy nhiên, sau một hồi không tìm thấy tài sản gì có giá trị để trộm, Dương đi vào bên trong phòng ngủ thì phát hiện chị Hà đang nằm ngủ với hai con nhỏ. Lúc này, Dương nổi máu tà dâm, gã bèn dùng dao thể cổ, khống chế chị Hà để thực hiện hành vi hiếp dâm lo sợ tính mạng ba mẹ con bị nguy hiểm, chị Hà chỉ biết gian sinh Dương Dương không buông tha. Sau khi hiếp dâm nạn nhân, Dương lấy điện thoại, nữ trang và tiền của chị Hà rồi ra ngoài cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xác định được Dương và Thành gây ra vụ án trên. Được biết, Thành và Dương là thành phần bất hảo tại địa phương. Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy nặng và mới ra tù.